Năng lượng mặt trời được xem là nguồn năng lượng xanh, hiệu quả và đang được khai thác sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các tấm pin mặt trời lâu nay được lắp đặt theo hướng cố định trong khi mặt trời vẫn quay theo chu kỳ. Vậy nên làm như thế nào để điều khiển các tấm pin quay theo? Câu hỏi trên đã thôi thúc một sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh sáng chế thành công hệ thống điều khiển giúp các tấm pin xoay và thu năng lượng tối đa từ mặt trời. Đây là hệ thống điều khiển pin mặt trời của Ngô Minh Hòa, sinh viên khoa điện điện tử trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Chức năng chính của hệ thống này là dùng robot điều khiển các tấm pin xoay theo hướng ánh sáng mặt trời. Để làm được điều đó, Ngô Minh Hòa thiết lập 3 chế độ hoạt động cho robot, bao gồm chế độ tự động, robot sẽ trượt và dừng từng trạm để xoay pin. Thời gian robot hoạt động ở chế độ này từ 45 đến 60 phút, sau đó trở về trạm sạc năng lượng. Với chế độ lập trình sẵn trên máy tính, người dùng sẽ cài các thông số trên phần mềm quản lý. Phần mềm này có khả năng chạy trên máy tính hoặc điện thoại Android. Theo đó, robot sẽ đi từng trạm và xoay góc 45 hoặc 60 độ theo từng thời gian cụ thể đã cài đặt. Ở chế độ thứ 3, người dùng có thể điều khiển bằng tay thông qua các nút bấm trên robot. Ngô Minh Hòa cho biết, với việc thiết lập 3 chế độ hoạt động sẽ giúp cảm biến tránh sai lệch các thông số do sấm chớp, ánh đèn điện tác động. Chào bạn, hiện nay thì hệ thống về điều khiển pin mặt trời thì được khá nhiều người nghiên cứu và sử dụng. Vậy thì đâu là cái ưu điểm cũng như là điểm khác biệt của cái hệ thống này? Thế này, điểm khác biệt đó là chính là cái phân chia pin mặt trời ra để điều khiển. Thì giống như một dàn pin mà lớn thì mình cần một động cơ lớn để quay cái dàn pin đó. Năng lượng mà tốn cho động cơ đó là rất là lớn. Mà mình muốn mở rộng lên, nhân rộng cái tấm pin nó lên thì rất cần nhiều động cơ và bộ điều khiển. Cái hệ thống đặc biệt của mình là mình sử dụng một robot và mình quay tất cả các pin. Nếu các pin đó đặt trên đường ray của nó sẽ làm việc. Theo như mình thấy thì cái hệ thống này có sử dụng robot, nhưng mà khi mà mình đặt ở ngoài trời thì cái robot nó sẽ chịu sự tác động của môi trường. Thì trong thời gian tới thì cái việc đó nó có ảnh hưởng gì đến hệ thống hay không, và cái việc xử lý đó như thế nào? Thì ngoài trời đúng là khắc nghiệt với robot. Thì nó là một con, nó chỉ là một bo điều khiển điện tử nên nó không chịu được nhiệt độ ẩm, nắng mưa. Nhưng vì vậy sắp tới mình sẽ nghiên cứu làm sao cho bộ điều khiển và lẫn robot và cái vỏ bọc ngoài robot có thể chịu được giống như là cái độ oxy hóa của môi trường, độ ẩm, nắng mưa, khắc nghiệt của môi trường, nó sẽ đáp ứng được những yêu cầu đó, nó sẽ hoạt động tốt cho cái hệ thống điều khiển của mình. Với việc thành công từ cái sản phẩm này thì trong thời gian tới là bạn có tính tới phương án là mình thương mại hóa hay không, và bán ra thị trường với cái mức giá bao nhiêu? Thì mình cũng đã tính tới cái phần thương mại hóa, nhưng mà ở cái mô hình của mình thì nhân rộng ở hệ thống rất là rộng thì mới làm được, thì cần kinh phí rất là lớn đầu tư. Nếu mình thương mại hóa ở thương mại hóa thì mình sẽ làm một cái tấm pin quay thôi, một khung quay thôi sẽ thương mại hóa được. Còn như ở mô hình này chỉ nhân được ở rộng như ở hải đảo hoặc là vùng sâu vùng xa, người ta cần một nguồn năng lượng lớn người ta mới sử dụng cái mô hình này. Để giao tiếp mặt trời đúng gốc, robot phải dùng bánh răng xoay nâng hạ pin. Tác giả cho biết đây là phần tốn khá nhiều thời gian và đòi hỏi phải xử lý chính xác các thông số trên robot. Cái mô hình này nếu mà được thi công ở cái mức độ nhỏ thì cái tính kinh tế nó không cao, mà khi mở rộng vào thực tế với cái tấm pin lớn hơn, cái công suất lớn hơn thì nó tiết kiệm được nhiều chi phí, do là chỉ sử dụng có một cái robot, một động cơ, bộ điều khiển để điều khiển được nhiều tấm pin. Tổng chi phí cho hệ thống điều khiển pin mặt trời là 5 triệu đồng. Số tiền này tác giả cho biết phải tiết kiệm tiền hàng tháng và đi làm thêm để có đủ kinh phí theo đuổi đam mê. Một trăn trở khác của Ngô Minh Hòa là dù hệ thống có ưu điểm điều khiển bằng Bluetooth giúp tiết kiệm chi phí kết nối, nhưng với điều kiện hiện tại, hệ thống chỉ hoạt động tốt trong phạm vi 10 đến 20 mét. Tác giả cho biết nếu có đầu tư, hệ thống sẽ hoạt động hiệu quả với nhiều loại kết nối hơn. Vì tính ứng dụng cao, hệ thống điều khiển pin mặt trời đã giúp Ngô Minh Hòa đoạt giải vàng tại Liên hoan sáng tạo trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.